Thái Lan, hay gọi ngắn là Thái, quốc hiệu chính thức là Vương quốc Thái Lan, là một quốc gia độc lập có chủ quyền ở khu vực Đông Nam Á, phía bắc giáp Lào và Myanmar, phía đông giáp Lào và Campuchia, phía nam giáp Vịnh Thái Lan và Malaysia, phía tây giáp Myanmar và Biển An Nam An. Ở Thái Lan, họ sử dụng một loại lịch khác, lịch Thái Lan được vua Rama Vidura vào năm 1888 sau Công nguyên và bắt đầu từ năm 05543 trước Công nguyên, ngày Phật Gautama qua đời. Điều đó có nghĩa là vào năm 2021 thì lịch riêng ở Bangkok là 2564, mặc dù họ chưa phát minh được ô tô bay. Vua Thái Lan sinh ra ở Mỹ. Nhà vua quá cố Rama chính được hầu như tất cả người Thái yêu mến và thực sự sinh ra ở Mỹ, trở thành vị vua duy nhất trong lịch sử sinh ra ở đó. Mẹ ông ấy đang học tại Đại học Harvard và vì vậy đã sinh ra ở Massachusetts. Nhà vua sau đó đã học ở Thụy Sĩ, trước khi trở thành vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử. Rất buồn là ông ấy đã qua đời vào năm 2017, điều này cũng như là số một thế giới. Bangkok đã giữ vững ngôi vương là điểm đến du lịch được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, vượt qua các thành phố nổi tiếng khác như London và New York trong quá trình này. Hơn 19 triệu khách du lịch dự kiến sẽ đến thăm Bangkok vào năm 2023, và với rất nhiều điều để khám phá, hầu như không có gì ngạc nhiên khi nó lại nổi tiếng đến vậy, vùng đất của những hòn đảo. Mọi người đều biết các hòn đảo nổi tiếng ở Thái Lan, Koh Phi Phi, Phuket và Koh Samui, nhưng bạn sẽ khó nhớ tên của tất cả chúng, đặc biệt là có tới 1430 hòn đảo đáng kinh ngạc. Từ những nơi nhộn nhịp đến hầu như hoang sơ, có một hòn đảo Thái Lan dành cho tất cả mọi người và bạn sẽ phải thực hiện rất nhiều chuyến đi để đánh dấu tất cả chúng ra khỏi danh sách của mình. Trong video này thì các bạn sẽ cùng Trang Hiền Vlog đi khám phá Bangkok và Pattaya, thưởng thức món súp vịt cá ngon, khách sạn và tham quan bằng nhà cao thứ hai tại Thái Lan Mahanakhon, khám phá sàn đấu mây Thái khốc liệt và cùng Trang Hiền tìm hiểu Thái Lan năm 2023 có gì hay và đặc sắc nhé. Hãy nhớ nhấn like và subscribe cho kênh Trang Hiền Vlog càng phát triển để có cơ hội đi những nơi hay ho trên thế giới nhé. Bây giờ mình lên tàu mình đi ra đảo với các bạn. Rồi ok, giờ mình tới Thái Lan nha mấy bạn. Mình đang ở chợ này kêu là chợ gì anh? Pratinam đúng không? Ok. Đó này thấy vui không? Xe tút 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 tút. Đó là mình đặt khách sạn ở trong cái khu chợ luôn nha mấy bạn. Rất là rẻ luôn, khoảng 500.000 nha. Ok, giờ mình đi ăn nha. Ăn gì anh? Ăn gì? Ăn gì? Cái này hả? À, cái này cũng thấy cũng hấp dẫn nè. Gầu Thái nha. Thi đâm lại. Cái này sao giống như mấy cái gỏi ở ở cái nhà hàng Thái á, nhà hàng á. Gỏi Thái mà. Đúng rồi. Đó, quay gì gọi đi. Cơm cá thơm. Cơm cháy thơm nhưng mà cơm chiên cháy thơm. Cái này là bát Thái. Tôm dâm. Đây là cơm nó xào hơi nhão các bạn. Nó không giống như Việt Nam xào kiểu khô, ở đây nó xào kiểu nhão nhão vậy. Ăn cũng rất là ngon nha. Tại mùi vị nó làm đậm đà lắm. Không biết nó có chế biến nước mắm không à. Coca-Cola cái đem làm gì vậy? Cái bình gì vậy? Coca nó để trong mấy cái món. Ngon quá trời. Mở mãi về thịt cá luôn. Mực nữa. Thử nó kiểu chấm lĩ với anh. Ồ, quá là ngon, ở Việt Nam không có chỗ nào ngon bằng đây. À, đúng là tâm dâm luôn á. Ăn vừa có dâm không? Ừ. Ăn là dâm lên liền. Đó, ăn như đây là 390 bạc. À, 390 bạc là khoảng 300 nghìn chứ. Cái đó rồi. Đúng rồi, cái đó có rẻ. Tại gia Thái Lan.
chỉ chậu tí mà. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon. Chưa ăn rồi ngon gì? Ăn bánh lọt. Cái này sao giống bột bánh lọt quá hả? Rồi ăn xong á thì mình đi dọc vòng dạo phố với mấy bạn, đi hết Thái Lan luôn. Nói giỡn rồi chứ Thái Lan bự lắm, Bangkok bự lắm, không có đi nổi đâu. Rồi còn đây là nước ép lụ với mấy bạn đó, nước ép cam, nước ép lụ đó, rất là ngon luôn. Một chai vậy là 60 bạc nha, uống vô mát lạnh luôn. Rồi còn đây là cái cây cầu vượt của chỗ Central World với lại Big C nha mấy bạn. Đó, cái chỗ này là siêu thị Big C lớn nhất Bangkok luôn nha. Rất là đông luôn. Ngay cái khu chợ bên đây rất là đông luôn. Đó, mình đang đứng ngay cái cầu để đi qua Big C về Central World. Đó, cái chỗ đằng trước mặt mình đó, đó là Central World nha mấy bạn. À, ở dưới đó thì nó sẽ có một cái trạm xe buýt nha mấy bạn. Nó chạy thẳng từ đây ra sân bay luôn. Chỉ tốn có 50 bạc thôi. Nếu mà mấy bạn mà đi xe buýt ra Đoan Mường á thì đi bắt xe ở đây nha. Cực kỳ tiện lợi luôn. Rồi còn đây là anh mình nha mấy bạn, anh mình ở bên Mỹ về nha. Ở đây là bán vị cá nha mấy bạn, đó mình đang đi ăn vị cá nha. Ở Việt Nam thì có ông sủi cũng rất là nổi tiếng luôn, mà không ngon bằng bên này đâu, bên đây mấy cái vị cá là số 1 luôn nha. Đó, vị cá ở đây rất là bự luôn nha, miếng nào miếng đấy cũng rất là bự luôn. Đó, ăn một miếng thôi là cảm thấy cái răng nó tê luôn các bạn, rất là ngon luôn. Trời ơi, cái quán này nếu mà mình đang ngồi edit mà mình còn nhớ được cái cảm giác mà cái mùi vị của cái tô vi cá này nữa nha. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn, giờ còn thèm luôn đó nha. Rồi mấy bạn mà muốn biết cái địa chỉ của cái quán này ở đâu á thì nhớ bấm like và subscribe cho mình nha. Nhớ comment bên dưới, mình sẽ inbox, mình sẽ trả lời cho mấy bạn là cho địa chỉ mấy bạn cái quán này ở đâu nha. Vi cá ngon nhất Bangkok. Trời ơi, nó đã gì đâu luôn nha, mà giá cũng không hề rẻ nha mấy bạn. Rồi ăn xong vi cá thì tối thì đó thì mình đi ăn đồ Nhật nha mấy bạn. Đó, đây là nhà hàng Nhật tại Bangkok nha. Đó, sushi với lại cá sashimi ở đây cực kỳ tươi luôn, rất là ngon luôn nha. À, chưa giới thiệu với mấy bạn, đây là anh Nghĩa nha mấy bạn. Đó, anh mình Việt kiều Mỹ luôn nha. Còn đây là bạn mình nha mấy bạn, đó nó là người Thái luôn nha. Mình mới ngủ dậy nha mấy bạn, đó mình mới ngủ dậy và ngày thứ ba mình ở Bangkok rồi nha mấy bạn. Đó, cái view của khách sạn của mình ở nha, mình ở khách sạn ở Siloam nha mấy bạn, đây là quận Siloam của Bangkok. Đó, sáng sớm thức dậy thì có cái view rất là đẹp luôn. Đó, nhìn ra là mê luôn. Thì ở Siloam thì mình có thể đi rất là gần luôn, đi ra trung tâm thành phố gần nè, đi hướng nào cũng gần hết, siêu thị đồ này nọ luôn. Có thể đi bằng tàu điện ngầm hoặc là đi bằng xe túc túc nha mấy bạn, đi bộ cũng được luôn mà hơi xa. Rồi bây giờ mình nhận vé mình vô cổng nha mấy bạn. Vé này mình đã đặt sẵn online rồi. Vé này là 2.000 bạc cho một người. Có nhiều trận đấu thì nó sẽ tùy giá khác nhau nha, tùy cái độ hot của võ sĩ nữa. Và vé này nó sẽ chia thành 3 khu vực nha mấy bạn. Session 3, 4, 5, 6, 7, Session 8, 9 và cái highlight là ngồi trên cao nhất, là cái giá rẻ nhất nha mấy bạn. Vé của mình mua là loại mắc nhất nha mấy bạn. Có thể đi vô cái chỗ võ sĩ đang chuẩn bị thi đấu nha. Mình sẽ vô trong đó, mình sẽ quay với mấy bạn xem võ sĩ người ta chuẩn bị, người ta ra sàn đấu như thế nào. Chút nữa mình sẽ quay với mấy bạn xem luôn nha. Trước khi vô cổng thì mình phải kiểm tra bỏ máy vô máy soi nha mấy bạn, để tránh mình đem theo vũ khí mình ám sát hoặc là mình gây thương tích cho những người xem hoặc là võ sĩ nha mấy bạn.
Giờ mình đang tới chỗ đây là Trần Si ẩm nha mấy bạn. Đó, đây là Mờ Sen. Rất là nổi tiếng luôn nha. Đây là bán cà phê, thì mình vô mình thử nha. Ok, let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. Khi đi Thái Lan á, thì mấy bạn không nên bỏ lỡ cái địa điểm này, tham gia du lịch này nha. Nó cao tới 78 tầng, có thể lên đây sống ảo, chụp hình cực kỳ đẹp luôn nha. Cao 300m. Giá vé vào cổng của Maha Nakhon này là 1050 bạc nha mấy bạn, tương đương với 750.000 Việt Nam nha. Tại đây á, thì mình có thể trải nghiệm là thang máy nhanh nhất thế giới nha mấy bạn. Đó, nó có vận tốc là 75.6 km/h nha. Đi lên trên tầng 78 chỉ trong vòng có mấy phút thôi. Chính xác thì vận tốc của nó đạt tốc độ là 1260m/s, tính ra là 75.6 km/h nha mấy bạn. Rồi ở tầng 74 á, thì nó sẽ có bán mấy cái đồ lưu niệm như mấy bạn, giống như quần áo, túi sách rồi để cho mình kỷ niệm cái chỗ mình đã đi qua nơi này á, thì nó có cái hình chụp đồ này nọ luôn, mà giá đây cũng rất là mắc luôn nha, chứ không rẻ đâu. Rồi xui cái là hôm mình đi á, thì trên đây nó cực kỳ đông luôn nha mấy bạn. Rất là đông luôn, không có chỗ mà để chụp hình sống ảo luôn. Chụp ở đâu cũng dính người hết trơn hết á. Come on, this way. Oh, okay. 290 Rồi lên trên đây á, thì đồ ăn cũng rất là mắc luôn nha mấy bạn. Tính ra một ổ bánh mì xúc xích thôi thì nó cũng bán gần 200.000 nha. Nước cũng mắc luôn. Rồi để đi vô trong chỗ đây chụp hình á, thì mình phải bọc cái đôi giày của mình lại nha mấy bạn, để cho mình đừng có làm xước kính á. Đó, mình phải bọc cái đôi giày mình lại mình mới đi vô được. Do trên đây á, thì không cho phép bay Laycam nha mấy bạn. Nếu mà muốn bay Laycam là mình phải có xin phép trước, phải nhiều giấy tờ với thủ tục rất rối lắm, nên mình không có bay Laycam ở clip này nha, mấy bạn thông cảm nha.
tối hôm đó thì mình ăn tối ở dưới chân tòa nhà luôn với mấy bạn. Đó, nhà hàng này là nhà hàng Ý nha. Rồi, nói thật với mấy bạn luôn, đây cũng là lần đầu tiên mình ăn món Ý nha mấy bạn. Ý mà chính gốc luôn nha. อันนี้เป็นอะไรฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นนิด้าแล้วเป็นเจ๊